chào anh Khoa. Triệu Yên và Ngọc Tuyền xin chào khán giả của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Xin chào hai bạn. Cả hai đều là những người làm công việc sư phạm. Một người thì được biết đến với vai trò là cố vấn về thanh nhạc cho các mùa thi của chương trình truyền thực tế Thần Tượng Âm Nhạc ở những mùa trước. Đó chính là nghệ sĩ Triệu Yên. Còn với Ngọc Tuyền đang là giám khảo của chương trình truyền thực tế Chinh Phục Đỉnh Cao và cũng là một người bạn gắn bó và diễn khá là ăn ý trong các chương trình biểu diễn lớn cùng với ca sĩ Đức Tuấn. Thế thì cái cơ duyên nào để đưa hai người trở thành người bạn với nhau và lại kết hợp với nhau? Trước đây thì Triệu Yên với Ngọc Tuyền đã có cái thời gian học đại học chung và chị em đã thân thiết nhau từ đó rồi. Ở trong khoa thanh nhạc thì Tuyền là một cô sinh viên lúc nào cũng đầy năng lượng và rất là yêu thích, yêu nhạc cổ điển. Mình học âm nhạc cổ điển nhưng là mình lại cũng rất yêu nhạc nhẹ. Cho nên khi mà tới cái cơ duyên là nhà báo Minh Đức gợi ý cái album mà làm kết hợp nhạc cổ điển với nhạc hiện đại với nhạc điện tử thì thật sự chúng tôi có cái sự đồng cảm liền và chúng tôi bắt tay vào cho cái dự án này. Còn với Ngọc Tuyền có cái kỷ niệm nào vui như là Triệu Yên vừa chia sẻ hay không? Bạn cũng có thể nói về cái cơ duyên của tình bạn hai người. Tuyền thì được học chung với Triệu Yên là từ lúc mà đại học, 4 năm đại học. Thì hai chị em có chơi chung nhóm với nhau nhưng mà hai chị em là được cái là ở chung gần nhà nhau trên một con đường luôn, đường Phạm Thế Hiển ở quận 8. Nên là có gì là cứ liên lạc với nhau rất là dễ dàng, nên là hai chị em rất là thân thiết. Nên là đến lúc mà anh Tuyền có quen với anh Minh Đức thì anh Minh Đức có cái gợi ý là làm cái đĩa mà làm về kết hợp nhạc cổ điển và nhạc hiện đại. Thì Tuyền mới nghĩ ra là chị Triệu Yên. Ở trên kệ đĩa có một đĩa mà từ ý tưởng nè, từ hình ảnh, rồi cả cái chủ đề là Queen of the Night của hai người. Thì mình biết đó là một cái sự kết hợp có thể nói là có một không hai thôi, và nhất là mang được cái tính đương đại nữa. Thế thì không biết rằng là hai người có thể chia sẻ từ cái ý tưởng nào để mà thực hiện nên cái sản phẩm âm nhạc cổ điển kết hợp với một tí cái hơi thở đương đại như thế này. Ban đầu thì dự định là sẽ làm với các nhạc sĩ khác nhau, sẽ làm kết tức là nhiều cách phối khác cái nhau, nhiều phong cách khác nhau. Nhưng mà xong rồi có đem cho cái bản đầu tiên là cái bản Ulbendi thì có đem cho DJ Hoàng Anh. Thì đến hồi mà DJ Hoàng Anh cho mình nghe thử cái nhạc thì mọi người mới nói ôi sao thấy nó khác quá. Ở trên thế giới cũng có nhưng mà là ở Việt Nam thì chưa có bao giờ cả. Nên là mình nghĩ đây là một cái, nếu như mà mình làm theo cái phong cách này thì sẽ gây ấn tượng cho khán giả. Biết rằng là hai giọng nữ khá là đặc biệt của những cái thế hệ trẻ như chúng ta bây giờ sở hữu được chất giọng soprano nữ cao rất hiếm. Thế nhưng lại đi chinh phục đúng cái dòng nhạc học thuật thì chắc chắn là khó hơn nhiều. Thế thì cái con đường đi để mà chinh phục khán giả có e ngại rằng là trông trên và khó, hoặc là mất một khoảng thời gian để mà đi đến đích hay không? Theo ý nghĩ thì không chỉ cái công việc gì, cái nghề nào thì nó cũng có cái sự khó khăn hay cũng có cái niềm vui hạnh phúc của nó. Tới ngày hôm nay mà chúng tôi vẫn hoạt động, vẫn học tập, vẫn làm việc và vẫn tiếp tục tìm tòi hay là cống hiến là nhờ tất cả ở cái sự đam mê. Qua hết những cái cảm xúc của nghệ thuật của một người nghệ sĩ khi mà chúng ta thu âm, chúng ta hòa quyện để có một cái sản phẩm âm nhạc như vậy thì tôi muốn hỏi vấn đề đầu tư. Thật sự là cái tâm huyết và cái thời gian của bốn nhân vật Hoàng Anh, DJ là một người cũng rất là bận rộn. Nhà báo Minh Đức và tôi và Ngọc Tuyền thì thật sự là một cái khoảng thời gian khoảng gần 3 năm thì nó quá sức là dài, quá sức là nhiều và tâm huyết của chúng tôi cũng rất là nhiều mới có thể sau 3 năm chúng tôi vẫn đeo đuổi và chúng tôi nhất định hoàn mọi thành. Mọi người trong nhóm nói đùa với nhau là đây là một cái đĩa chữa trâu. Chứ là thai nghén quá. Dạ. Và sau khi mà chế đĩa hoàn thành thì ba bé đã ra đời. Đó thì là bé con của Hoàng Anh, con của Ngọc Tuyền và con của mình. Hai bạn là những nhà chuyên môn, những người làm công tác sư phạm, thế thì có thể chia sẻ một tí góc độ của mình là những người đang giảng dạy cho các thế hệ học sinh và nghệ sĩ tương lai, những cái nhận định của mình về thị trường và âm nhạc hiện tại hay không? Theo tôi thì mỗi một thế hệ nó đều có cái điểm mạnh và điểm yếu. Dạ. Thì cái thế hệ ngày nay thì có một cái lợi thế là đây là cái thời đại công nghệ thông tin.
thì các em có cái điều kiện tiếp xúc, cái điều kiện học tập, cái điều kiện tiếp cận và thậm chí những cái thử thách, những cái cơ hội thể hiện tài năng, thể hiện khả năng của mình nữa. Thì với cái sự đa dạng như vậy thì bên cạnh đó thì các em cũng phải thận trọng, cũng phải đủ cái sự nhận biết, tức là tìm cho mình cái sự phù hợp nhất có thể với cái sự đa dạng trong trong cái nền nghệ thuật ngày nay. Thì làm sao để mình tìm được cái con đường thích hợp nhất cho mình, phù hợp với khả năng, phù hợp với cá tính và thật sự đó là cái đam mê của mình, thì mình mới đem đến được những cái giá trị đích thực hay đi lâu dài trên con đường đó được. Thì theo tôi là như vậy. Anh phải muốn hỏi Ngọc Tuyền, thế thì công việc hiện tại của bạn đang là giám khảo của chương trình truyền thực tế Chinh Phục Đỉnh Cao, cũng là một format rất là hay ở các nước. Thế thì cái vai trò lần đầu tiên làm giám khảo và với một cái chương trình truyền hình thực tế đang diễn ra như thế này, bạn có thể chia sẻ. Ngọc Tuyền được hân hạnh là được VTV3 cùng với công ty Cát Tiên Sa mời vào vai trò giám khảo cho chương trình Chinh Phục Đỉnh Cao. Đây là một cái chương trình ở nước ngoài, theo format của nước ngoài thì Tuyền thấy là rất là hấp dẫn và hay, lôi cuốn người xem rất là nhiều. Đến với Việt Nam thì có vẻ là đối với các bạn thì nó mới mẻ, tại vì nó là thuộc cái dòng nhạc học thuật, nó thính phòng cổ điển về dòng nhạc opera nữa, nên là sẽ hơi khó đối với người nghe nếu như mà chúng tôi giữ nguyên cái format của nước ngoài. Thì trong cái chương trình này thì Ngọc Tuyền được mời làm giám khảo với vai trò là cố vấn, giám khảo cố vấn, thì và nhận xét phê bình thí sinh khi mà thí sinh hoàn thành xong cái phần thi của mình. Mà Ngọc Tuyền thấy là đây là một cái cơ hội để mà những người làm việc công tác về nghệ thuật, học thuật như chúng tôi có thể tiếp cận gần hơn với quần chúng, với đại chúng, với người xem của khán giả truyền hình. Còn với Triệu Yên, bạn cũng đã đứng để giảng dạy cho các mùa thi của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc những mùa trước để có được những gương mặt của các ca sĩ trẻ đang được rất là yêu thích bây giờ. Bạn có thể chia sẻ một tí về cái quá trình của mình và những cái kỷ niệm gắn bó khi mà đến với chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol. Đến với cái vai trò là huấn luyện cho các thí sinh gọi là hàng top của Việt Nam Idol hay là Việt Nam Got Talent đó. Thì là qua bao nhiêu ngàn thí sinh thì khi gặp được các em ở top 16 thì thực sự là các em đã có một cái khả năng âm nhạc nhất định, một cái sự đam mê nhất định. Thì cái vai trò của tôi sẽ là trao cho các em những cái kỹ năng cụ thể thích hợp nhất để mà các em có thể chuyển tải được cái âm nhạc của mình đến với khán giả trọn vẹn nhất hoặc là tốt nhất. Thì đó là vai trò của tôi. Thì qua những cái kỳ mà được tiếp xúc với các em thì không những là tôi huấn luyện cho các em về những kỹ năng mà tôi cũng học tập từ các em rất là nhiều. Từ cái tinh thần, từ cái tinh thần trẻ của các em, từ cái sự đam mê khi mà tuổi đời còn rất là trẻ, và nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho mình nhiều lắm để mà tiếp tục trên con đường của mình. Thưa tất cả quý vị khán giả, qua cuộc trò chuyện ngắn của chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng trong chương trình Chìa Khóa Showbiz được phát sóng trên kênh truyền hình FBNC thì chúng ta có thể hiểu thêm được về dòng nhạc cổ điển. Thế nhưng một cái điều mà anh qua thấy thú vị và đầy mới mẻ đó chính là cái sự pha trộn với dòng nhạc DJ hiện đại và sôi động. Chúng ta cảm giác như mình đã được lạc vào một cái không gian âm nhạc hoàn toàn mới. Thật sự phải nói là cảm ơn hai nghệ sĩ, đó chính là Triệu Yên và Ngọc Tuyền rất nhiều. Một lần nữa, Triệu Yên và Ngọc Tuyền xin cảm ơn anh Khoa, cảm ơn chương trình Chìa Khóa Showbiz đã cho Triệu Yên và Ngọc Tuyền có được cái cơ hội chia sẻ cái câu chuyện của mình, chia sẻ cái sản phẩm mới CD Queen of the Night cùng với quý khán giả. Một lần nữa xin cảm ơn. Những chia sẻ rất cởi mở của hai giọng nữ cao Ngọc Tuyền và Triệu Yên cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Và tiếp theo là những thông tin nổi bật về văn hóa mà chúng tôi sẽ gửi đến tất cả quý vị trong chuyên mục Lăng Kính Văn Hóa.